chào ngày mới tới tất cả anh chị bạn nhá. Chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ nhá. Thì em xin phép được giới thiệu và giao lưu với mọi người một gốc cà te Krông Ba hay còn gọi là gõ đỏ này. Rác thì còn ít rác tươi nhưng mà mỏng dính. Gỗ già đanh anh chị bạn này. Đấy, vân nó rất vip. Thì cục đây là 250kg anh chị bạn nhé. Phần đây là nó có bị lũa vào một xíu thế này thôi. Ok. Thì em sẽ đi vào giới thiệu kích thước liền luôn cho anh chị bạn này. Cục đây có chiều cao là 90. Từ đây qua đây là được 85. Đấy, đây qua đây là 65. Và đây. Đây là 70 anh chị bạn nhé. Đấy. Cục đây thì nói chung là em bao đục đẽo cho anh chị bạn luôn, 100% luôn. Đấy. Bao đục đẽo luôn. Vân thì nó rất vip. Đế thì tí em chụp cho anh chị bạn xem. Nói chung là cục đây thì đục thì quá vip rồi anh chị bạn. Đây. Rác mỏng dính luôn anh chị bạn này. Gỗ già đanh. Vân thì rất đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Vân đây. Lướt một vòng cho anh chị bạn xem. Nó là như thế này anh chị bạn nhé. Cao 90, đường kính là 80-70 và 65. Dạ vâng, nếu anh chị bạn nào mà thiện chí thì liên hệ em số điện thoại là 0338918991 nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em ạ. Quá phê.